Cái gì vậy? Cái gì ở phía sau vậy? Anh cứ cầm máy quay đi. Cái này không biết có sập không nữa. Có thấy gì không? Sao kỳ vậy? Chưa, em lỡ chưa lỡ con nó em sợ. Tao rung. Tao rung. Cái máy quay nặng dữ vậy? Gì? Cái máy quay nặng rồi. Em đâu thấy có cái gì đâu. Gió hả? Sao mà gió? Sao mà kỳ vậy? Nếu mà gió thì mấy cái điều hết trơn cái này chứ mà. Hồi đi xuống đi, cái bộ dạng nó mục rồi. Wow. Hên mình nhẹ ký. Thấy nặng ký là thấy rồi. Chào cả nhà, dân chào cô chú anh chị và các bạn trong cộng đồng mạng trong nhiều nước. Hai anh em con chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ và nhiều sức khỏe và bình an. Thì bây giờ hai anh em con cũng trở lại rồi nè cả nhà. Thì anh Tư con thì đã ăn bánh mì. anh thấy cảm giác nó làm sao anh kể nghe coi. Cảm giác nó hầu như là không phải là mình nói là cảm giác này như là mình nói là anh là ảo giá kia đó. Em không biết là bánh mì đó mì thịt hay là mì gì anh. Nhờ hơn cái cây đó, cây cỏ gặp cái cây đậu cái chút beo luôn rồi. Cũng hên đi. Bỏ tay thì anh con thì cũng trở lại với con thì con cũng mừng lắm cả nha. Thì con thì cũng sơ ý là con đã quay một mình ở giữa những khu mộ. Thì con có làm cho cả nhà lo lắng về con thì con xin lỗi cả nhà rất là nhiều. Thì con thì cũng cảm ơn cả nhà đã lo cho con nha. Thì con sẽ cố gắng lần sau sẽ không đi một mình nữa. Còn về phần mà cô chú mà muốn đi theo hai anh em con trải nghiệm á, thì mong là cô chú hiểu giùm con một điều nha. Thì hai anh em con thì đi quay này cũng rất là nguy hiểm. Cả nhà đã xem clip con thì cả nhà cũng đã biết rồi. Thì nếu mà cô chú mà có đi theo hai anh em con thì mong là cô chú học những câu thần chú lại bùa cái nha. Vậy con sợ là họ vào người. Rồi nói chung là con thì con lo thì ơn con còn không xong nữa. Rồi húng chi là những cô chú khác. Mong là cả nhà hiểu cho hai anh em con nha. Thì mong là cả nhà ở nhà thì cố gắng xem clip của hai anh em con. Thì bây giờ con không có nói với cả nhà lâu nữa. Thì con hai anh em con sẽ đi lại cái căn nhà quan mà đợt trước hai anh em con đã quay ở nơi đó. Thì hai anh em con cũng đã làm dấu cái nhà là đi đến nơi đó cũng dễ dàng hơn. Thì bây giờ con mời cả nhà cùng hai anh em con một lát nữa sẽ trải nghiệm ở nơi đó nha. Rồi đi thôi cả nhà ơi. Cả nhà ơi, bây giờ hai anh em con mời cả nhà cùng trải nghiệm với hai anh em con nha. Hai anh em con đã làm dấu như vậy hết rồi nè cả nhà. Như gần tới phải không mày? Nhớ cột đâu đây nữa mà. Kìa kìa tới rồi kìa anh ơi. Tư. Đây nè. Anh đi trước đi.
con nó cột đây nữa nè cả nhà. Đi anh, đi đi vô đó coi có gì khác biệt nữa không. Đây nha, con mặt full sáng luôn đó cả nhà. Đồ cũng ăn hết rồi. Ủa cái dĩa đâu ta? Dĩa bay vô. Thôi, sao lông gà ngày càng gì vậy? Có máu luôn kìa. Sao kỳ vậy? Ai biết? Ăn hết rồi. Gì? Bữa nó cũng bắn nhiều lắm trơn rồi. Bữa nay không có thấy hiện tượng như bữa hổm nha. Anh kiếm gì? Kiếm đâu bắn rồi mình cúng đâu hết rồi này. Em nghĩ là họ dùng hết rồi, còn đây đâu. Ủa bữa hổm có đôi dép đó không? Có. Đó. Đôi dép nào? Chi dép đó. À, biết đâu. Kìa. Chi dép kìa. Có đâu biết đâu. Bữa nay lần đầu tiên cái căn nhà này mà nó yên tĩnh như vậy luôn á cả nhà. Không lẽ họ đi hết hả anh? Không biết đâu. Như vậy? Không, em đụng cái vách đó. Cái tủ đâu có gì đâu. Cái nhà không phải, cái này là cái cây... cái cây này là cây tầm vong á cả nhà. Kìa. Nó chổi lên cái nhà không hiểu rồi. Nói cây không phải cây tầm vong. Chắc là anh em con một lát nữa sẽ nhắc chi gì? Em có nhắc đâu. Mày thấy giờ mày nhắc. Bữa nào hai anh em mình gì? Khi nào người ta không cho mình ở đây ta? Ủa, anh không hiểu là cái đó là gì à? Ủa, không biết nữa. Cái đó là không biết nữa. Rồi sao? Chính xác là không biết nữa. Người ta máng lên đó làm gì ta, hay là người ta không biết đâu. Ủa, tình trạng gì ngộ lắm cả nhà. Cái em không biết là trên đây sao. Ok anh. Sao nó vui vậy? Thôi, em cũng tò mò cái đó là cái gì á. Ở trên đây tò mò hoài. Rồi sao? Trên đây là cái gì? Rồi cúng gì? Ủa tại sao mà lẽ anh ta sao bộ hả? Cái gì? Không lẽ anh ta để bộ cho anh hả? Làm gì có gió. Còn hàng đem xuống coi anh. Gió đâu tại gì? Tức cái tờ em đi ra đằng sau luôn mới được. Cái này mà phải có hai cái cầm ga cái nhà. Xài chiếc gớt hả? Xài gớt hả? Có cái xài nào đâu. Phải xài gớt không? Anh đừng có sợ từ một lát nữa anh em mình sẽ làm nghi thức ở đây nè, hay là anh em mình một lát nữa sẽ làm trên đây luôn anh. Làm cho kỹ đi. Trong nhà này thì không có cái gì cái khác biệt hết trơn á nha, thì khác biệt nhất là cái gì ở trên đó đó, không biết cái gì á, tại chưa dớt tới nữa, tự nhiên hai tấm thiết mà để lên đó. Rồi lấy cái cây ấy lên nữa. Rồi sao? Chả hiểu luôn. Ai biết làm sao? Mình thấy làm sao đây? Ủa? Rồi giữa trần nhà tại sao làm cái cửa buồn hả? Không, cái này chắc người ta dân rộng. Dân mụn. Cái gì? Dân mụn. Có ly, có chén. Có giày. Họ đi hả? Hả anh? Cô biết đâu. Sao yên tĩnh thế?
Không phải con sợ đâu cả nhà, tại vì họ làm bất ngờ quá đó. Rồi rồi cái gì, nói chung là cũng giật mình đó cả nhà. Bây giờ anh em mình kiếm cái gì coi, coi đó, cái đó cái không? Để tôi quay cho. Rồi, lên coi đi. Lên coi đi, tôi quay cho. Thôi anh. Rồi sao? Đi nó coi cái đó là cái gì vậy? Cái nhà, cái em này sao mà cái ngộ vậy? Cái đâu biết đâu. Đâu có cái gì đâu mà tại sao có hai miếng đó là cái gì vậy? Nãy tháo cây ăn chi vậy? Để em thấy đi. Lạ. Để thêm đi. Bây giờ em gắn lại hả? Sao gắn? Cái cây nó mục sao gắn? Ủa cái đâu rồi? Hả? Cái gì vậy? Cái gì ở phía sau vậy? Anh cứ cầm máy quay đi. Cái này không biết có sập không nữa. Có thấy gì không? Sao kỳ vậy? Chưa, em lỡ chưa lỡ coi nó em sợ. Tao rung. Tao rung. Cái máy quay nặng dữ vậy? Gì? Cái máy quay nặng rồi. Em đâu thấy có cái gì không mà đâu. Gió hả? Sao mà gió, sao mà kỳ vậy? Nếu mà gió thì mấy cái điều hết trơn cái này sao mà. Ngồi đi xuống đi, cái bộ dạng nó mục rồi. Wow. Hên mình nhẹ ký. Thấy nặng ký là ấy rồi, hên. Nhờ em giảm cân. Mà thắc mắc là cái này là cái gì nè? Rồi sao? Em uống miếng nước kìa. Thôi cũng em cái gì sao này kìa? Cái gì? Có ai đâu. Nếu mà các vị có Linh Hiên ở nơi này thì hai anh em con chỉ đến đây chỉ muốn giúp các vị thôi. Chứ không có cái gì hết trơn á. Không có cái gì. Nam Mô A Di Đà Phật. Mô ta sắc bạch tô hết tô sa ma sa mút ta sắc bạch tô hết tô sa ma sa mút ta sắc bạch tô hết tô sa ma sa mút ta sắc bạch tô không biết là các vị ở nơi đây có quan tình có cái gì không thì phút mắt thì cho hai anh em con thấy hiện tượng gì nhỏ xíu thôi cũng được nữa. Không mà thấy cánh cửa này hoài nữa thì em tức quá trời luôn. Em phải lên một lần nữa thôi. Không biết cái cánh cửa sổ này cái gì mà hoài thôi về mình cúng tao đi, cúng cho tao ăn đi. Gì? Cúng mình cúng cho tao ăn đi. Dọn ra ăn tạm cho hai cái ly đó thì mình sẽ để một bên nào đó đi. Hên nào bữa nay ít hiện tượng hơn bữa đó cả nhà. Ủa con nói chơi mà. Con nói chơi con. Đi heo anh em mình sẽ dọn ra hết. Anh thấy cái gì rõ ràng không anh? Hả anh ơi Tư? Mình cúng cho tao ăn đi. Cái này là cái ngôi nhà quyền bí gì đó mình không hiểu nổi. Nhưng mà thắc mắc cái này là cái gì? Có nhà nào mà kỳ vậy? Em hồi đó giờ mới gặp. Thôi mình cúng cho tao ăn đi. Chứ em sao? Cũng thắc mắc lắm á. Thôi cúng cho tao đi, sao nhà của tao phá vậy?
Em đâu phá đâu. Em sợ người ta bị cái gì sao? Em thấy ngộ lắm, tự nhiên ở trên đó. Sợ bị cái gì? Yếm bụng. Ờ, sợ người ta yếm á. Cái gì? Không biết rồi đó. Trời ơi, tận tận. Không biết sập không nữa. Nhẹ ký, nhẹ ký. Con miếng giấy gì anh ơi? Miếng giấy gì? Miếng giấy gì lúc nhỏ? Ai biết? Có lấy ra không vậy? Hả? Lấy ra rồi, có mình có anh hỏi gì không? Em có biết đâu. Mình lấy dân trí. Nhưng mà em sợ... Cậy đi. Thôi em sợ, em không biết sao nó muốn lấy ra là không. Cũng không biết nữa. Tự nhiên miếng giấy trên đó là cái gì nữa đó cả nhà. Cúng cho tăng đi. Ờ. Thôi. Anh dọn ra đi, anh có đèn anh dọn ra đi. Em coi cái gì mà nó kỳ cục đến như vậy luôn. Nếu mà xài rụng thì đâu phải như vậy đâu. À, họ đi đó anh ơi. Mừng quá, họ đi rồi. Hên quá, không có mệt quá. Nếu có nó chắc xỉn luôn á. Thôi em nó mới nói. Có dễ không? Có dễ, em để đây nè anh. Em mới mua để bên học á. Hình như họ trên nóc nhà dưới cả nhà. Ôi ôi. cái nhà muốn mục rồi đó quý vị ơi, quý vị đừng có làm vậy nữa, mục nát hết rồi. Để chị mấy chân mấy con bánh gì, hai chân bánh anh được không? Bánh ở bên hông nè anh. Em tức thiệt chứ. Trên nóc nhà có cái gì đâu. Anh Tư ơi, có gì kêu em nha. Vậy, cho bỏ tao mày. Có đâu em. Anh ơi. Làm cho hết. Cái chỗ này mới nhúc nhích nữa nè. Trời ơi. Rồi sao? Gì? Còn gì đâu, còn gì nữa không? Nước nữa. Nước gì vậy? Này hả? Không biết họ có cho mình quay không nữa nè. Một lần em bắt cầm ra ngoài. Xíu đi. Úi dì ơi, đừng có làm vậy nữa. Con không có tiền đâu, xây nhà mới đâu quý vị ơi, quý vị. Ý. Con mua gậy nè. Con này làm món ăn ngon lắm á cả nhà. Trời ơi là trời, đi lo đi về nó không lo. Muốn ăn. Anh. Cái gì vậy? Họ hợp với cái cánh cửa sổ này làm sao đâu á. Cái giường thì một bước không biết làm sao nữa. Gì? Đâu có ai đâu anh. Trời. Chỗ này không một. Hy vọng không sao.
Ở đây có ly hương bỏ nữa nè, ý cái đèn dầu. Xong hết rồi hả anh? Ôi. Rồi, thắp nhang đi. Thì cúng đi cho tăng đi về. Ngồi quậy hả? Nước, bánh. Nước ở trong cặp á. Tiền vàng bạc. Rồi, rồi sao quay? Rồi đứng để em đặt cái ngoài từ xa đi. Không biết họ là cái gì hoài. Đang quay luôn á vậy? Giờ nếu mà có linh thiêng á để cho hai anh em cúng cho các vị ăn với nhận tiền quần áo rồi sao nữa, rồi sao nữa, đó yên thân nữa chắc nhận rồi đó thì mình cúng đi chứ vị hoài hồi tôi về nhà luôn á cũng sợ vì có em mà anh mà phải qua với mà mộ kia kìa. Nó mộ không? Bữa trước em quay á. Nãy giờ thấy có ai sau lưng hoài quay. Anh có nhìn không anh? Cố gắng nhìn thật đi. Một Phật hỏi em câu hoài cả nhà. Nam mô A Phật, Nam mô A Phật, Nam mô A Phật. Giờ hôm nay là ngày 22 tháng 4 âm lịch. Và hôm nay con có đến đây. Và con có một chút đồng thành, giấy tiền nhận bạc, bánh trái hương dân đàn. Con mời hữu điện và các đai nơi đây và các chị hương linh phước mài ở nơi đây. Nếu mà có linh thiêng thể cho hai anh em con thấy hiện tượng gì đó. Và hai anh em con đến đây chỉ vì tìm hiểu về tâm linh thôi chứ không có phải chuyện gì cả. Nếu mà hai anh em không có gì sai trái mà phạm, mong là các vị niệm tình mà bỏ qua cho con nha. Nạc mô ta sát vật tôn hết tôn sâm ma sâm bút tài sát. Nạc mô ta sát vật tôn hết tôn sâm ma sâm bút tài sát. Nạc mô ta sát vật tôn hết tôn sâm ma sâm bút tài sát. Nạc mô ta sát vật tôn hết tôn sâm ma sâm bút tài sát. Nạc mô ta sát vật tôn hết tôn sâm ma sâm bút tài sát. Mời các vị về dùng. Là cam ra mà đi chứ gì. Là cam ra quả này mà đi. Mọi người đốt giấy tiền ở đâu? Đốt luôn đi, đúng rồi đó đi. Mảnh đây. Đốt luôn đi. Sạch chỗ này mới được nữa. Sợ tại vì chỗ này là gom rác không á. Là đây mà. Lỡ gì mà ấy một cái mình xây nhà mà. Tường lại cho họ đó. Mình ở đây mà. Đúng không? Mình đốt hết rồi mới ấy mà. Họ em gu cũng mừng quá cả nhà. Thì hai anh em con có một chút đồng hành, giấy tiền và quần áo. Thì con mời các chị đi, nếu mà có hiếu thốn gì thì mong là đến đây nhận một chút đồng hành của hai anh em con nha. Các chị ơi, ok, gần sức cánh cửa luôn kìa anh, cánh cửa một luôn à. Ở đây người ta quậy mà nó ra gần sức cánh cửa, để nó bụi nó lú ra rồi kìa. Mà cái đó không phải là cái gì không? Ôi. Mình có cần tháo lá bùa vô không? Gì? Mình tháo lá bùa vô hết không? Có nó không biết phải lá bùa hay là cái gì ai biết. Anh kêu em đừng có lấy ra thì... Ê! Lấy lên chảnh đó trận! Ê! Nam mô A Di Đà Phật!
xíu xíu da mà tao rút trước này. Tao đi ra trước này. Cái nhà anh Tư còn gan hơn con luôn á cả nhà. Tao đi trước này. Nãy giờ ướt quần rồi. Cái gì? Ướt quần. Ừ, tờ thiệt luôn ha. Ừ. Quần đâu thay? Nhà Niên ơi, họ muốn ăn thịt luôn cái gì. Ghê mà họ trên lúc nhà hoài luôn anh. Anh ở đó nha. Xong cho anh. Em thấy đâu mà sao sao đâu, mình đâu có làm gì đâu. Nhìn đi anh ơi. Ôm con bù gầy, con bù gầy. Con bù đất chứ bù gầy. Không có bù gầy đâu. Con ăn được mà. Ở quê con, ở quê con cả nhà, cái những cái con bù gầy đó đó. Mình làm món ăn ngon lắm. Coi. Rồi sao? Anh cầm ra ngoài anh để ra. Tối nay đi quê tâm linh má anh nhá. Rồi bây giờ hai anh em con sẽ bắt đầu cái cuộc hành trình là hai anh em con sẽ đặt cam ra hồng ngoại đi. Còn họ muốn làm gì thì họ làm đi cả nhà ơi, chị cũng không biết đường nữa.
cả nhà chắc là hai anh em con sẽ thu dọn xong rồi về thôi cả nhà. Ủa có gì lạ lạ vậy? Cái hoàng nghe thức sao cái đèn nằm nó dữ vậy? À tiếp không? Rồi. Cậy đi. Đến đây mình quay được một cái clip như vậy là mình cũng vui lắm rồi. Chưa có bật cái loa động kinh lên luôn á. Mà đang hồi liền gì rồi sao mà quay. Ủa cái nắp đâu? Sao nhà ăn bọng lật ngủ chung rồi. Lấy cây khiểu nha anh. Em không hiểu cái cánh cửa đó là sao đi thầy. Rồi thôi. Lấy cái ba lô đi. Đi thôi thôi. Anh em con sẽ đi ra. Họ phá nhà luôn. Họ đi ra đằng nào? Đi theo cái đường chỉ dẫn đó. Cái lỗ này là lỗ gì bự với anh? Vậy là con dây mình buộc. Điện thoại thì được. Được rồi nè cả nhà. Giờ hai anh em con sẽ tìm cái lỗ thoát ra thôi. Ừ đúng rồi nè nè. Mừng quá. Đi 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 đi. Lần sau mua cái cây mà dán dạ quan anh, dán vô trong cái cây luôn. Anh em thôi mình chào cả nhà đi. Tới đường đi rồi kìa. Cần tới đi ra ngoài đó là tới đường mà gửi xe cả nhà. Thì cả nhà ơi, thì hai anh em con thì cũng trải nghiệm ở nơi đây thì một lần thứ hai, hình như ý lần thứ ba rồi, họ không cho hai anh em con quay. Họ không có muốn làm phiền chứ. Ai biết, mỗi còn mà cái là, còn mỗi lần mình loại là lũ u chứ. Họ đập phá các kiểu không hiểu luôn. Có khi nào tại cái lá bồ đó. Lá bồ nào? Cái nãy gì miếng giấy nữa đó. Hồi nãy em kêu anh lấy cùng với em lấy ra đi em. Lỡ có chuyện gì vậy sao? Em cũng có... cô biết không? Hay là bị người ta ém hai anh em mình vô lại không? Ờ cái đó không biết đâu. Thì hai anh em con thì không biết sao nữa. Thì cái lá đó thì cũng biết là lá bùa hoặc là cái gì cũng không biết nữa. Hai anh em con thì cũng cảm ơn cả nhà đã dành thời gian quý báu của cả nhà đã xem clip của hai anh em con nha. Và hai anh em con thì cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều cùng đồng hành với hai anh em con suốt từ lúc mà con lập kênh nha. Thì hai anh em con chúc cả nhà mà quên nữa cả nhà đừng quên để lại một like và một lượt đăng ký để giúp cho hai anh em con ngày càng phát triển kênh nha. Thì hai anh em con chúc cả nhà ngủ ngon và hẹn gặp lại cả nhà trong những clip tiếp theo. Máy bay cả nhà. Hai anh em bây giờ đang sẵn sàng về nữa nè cả nhà. Bây giờ kiếm đường ra không biết đường nào, quá trời đường rồi. Nhưng mà cũng không tốt phải cái đường này không ta. Gì? Phải cái đường này không thấy lạ gì. Ai biết, nhiều đường quá trời luôn. Anh không để đèn nó sáng kiểu kia á. Đèn đèn pha. Chết luôn.
trái hay phải. Nhìn. Thôi, mình quẹo. Phải thôi.